Xin chào tất cả các bạn, mình là Thuần Kia Bằng Triệu. Hôm nay mình sẽ làm video clip so sánh hai phiên bản Kia Cerato 2.0 Premium 2020 và Kia Cerato 1.6 AT Luxury 2020 nhé bạn. Đó, hiện tại phiên bản 2.0 là 675 triệu và phiên bản 1.6 sẽ là 635 triệu nhé các bạn. Thì hôm nay mình sẽ biết được nó có gì khác mà phiên bản 2.0 nó chênh so với phiên bản 1.6 là 40 triệu nhé các bạn. Là phiên bản màu đen là phiên bản 2.0 và phiên bản trắng là và phiên bản 1.6 AT Luxury. Thì về nhìn vào bên ngoài thì hai phiên bản nó không có gì khác nhau hết, nhưng nó sẽ có khác nhau 6 điểm chính như thế này nhé các bạn. Đầu tiên đó là cụm đèn pha. Cụm đèn pha của chiếc Kia Cerato sẽ là cụm đèn pha full LED đó, cái đèn LED, đèn cốt và đèn pha đều là LED luôn, nói chung một bóng projector luôn. Đó. Đó. Nếu mà khi chúng ta nhìn dễ dàng nhận biết bên đầu xe đó là dạng bóng đèn dạng LED. Đó. Nó chỉ có một bầu bi cầu thôi, dạng LED. Còn phiên bản 2.1.6 AT Luxury. Còn phiên bản 1.6 AT Luxury, hệ thống đèn pha của nó sẽ được tách biệt ra hai cái nhất. Đây. Dòng bi cầu projector, đây là dòng đèn cốt và bên này sẽ là đèn pha halogen đó. Nhìn đằng trước thì chúng ta dễ dàng nhận biết được đó. Thì đèn của phiên bản 1.6 AT Luxury sẽ là đèn halogen projector đó. Nó sẽ chia thành hai bảng bóng, là một bóng cầu là bóng projector, là bóng của đèn cốt, và đó, halogen sẽ là đèn pha đó. Đấy ha. Chúng ta tiếp theo đó là phần động cơ. Đây, chúng ta với tôi với phiên bản động cơ 2.0. Động cơ NU 2.0 công suất là 158 mã lực nha các bạn. Đó, điểm khác thứ hai đó, chiếc xe động cơ 2.0 158 mã lực cực kỳ mạnh mẽ luôn. Đó, một số tự động 6 cấp. Và chúng ta đi tiếp theo, đây là hộp số của động cơ, đây khoang động cơ của chiếc Kia Cerato 1.6 AT Luxury. Đó, động cơ 1.6 sản sinh ra công suất là 128 mã lực. Thấy không? Đó, chúng ta đi theo phần thân xe. Đó, chúng ta đi theo phần thân xe. Đó, thì hầu như về thân xe thì so với chiếc phiên bản 1.6 và 2.0 thì nó không có gì sự khác biệt nữa các bạn. Đó, phiên 2.0 vẫn là tay nắm cửa, còn trên mình nút bấm. Đó. Đó. 2.0 về thân xe thì nó hoàn toàn giống nhau nhé các bạn. Phiên bản 1.6 nó cũng vậy luôn, tay nắm cửa vẫn được trang bị nút bấm đó, và vẹn có vành cửa mà chrome xung quanh luôn. À, mình cùng đi tiếp theo. À, sự khác nhau giữa hai phiên bản. Đó chính là phần đuôi xe. Chúng ta sẽ nhìn thấy chiếc Kia Cerato 1.6 AT Luxury nó sẽ được trang bị ốp Bowden. Ốp Bowden và có chữ Cerato 1.6 AT Luxury đây nha các bạn. Đó. Thì cũng rất là hài hòa. Đó. Nó vẫn được trang bị 4 cắm biến sau và camera lùi luôn. Còn chiếc xe tôm 2.0 thì chúng ta sẽ nhìn thấy sự khác biệt về đầy sự tính mạnh mẽ và thể thao của chiếc Kia Cerato 2.0 các bạn. Đầu tiên đó là cảnh hướng gió, đó là một trang bị rất là thể thao của chiếc Kia Cerato 2.0 luôn. Đó. Và chúng ta sẽ có chữ 2.0 nó phía dưới chiếc Kia chữ Cerato, và phía bên này chúng ta sẽ có chữ Premium nha các bạn. Và đặc biệt chiếc này mình sẽ được trang bị ốp bô đôi thể thao
đó, và nó sẽ có viền đỏ ở giữa, nhìn nó khá là sang trọng luôn. Ở giữa này mình sẽ có các lỗ hồng tổ ong tạo nên sự đẳng cấp đó, sự thể thao mạnh mẽ của chiếc Kia Cerato 2.0 đó, nhìn thấy ha. Và nó được trang bị 4 camera sau và camera lùi luôn nha các bạn. Đó, và mình qua phần nội thất của chiếc Kia Cerato 2.0 nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ vào phần nội thất của chiếc Kia Cerato 2.0. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy, dễ dàng nhận thấy đó, chiếc Kia Cerato 2.0 nó sẽ được trang bị nội thất đỏ đen. Nhìn rất là sang trọng luôn. Bạn thấy không? Đó. Nó được phối da hay màu đỏ đen, nhìn rất là cao cấp luôn nha các bạn. Các bạn nhìn thấy phần trước ha. Đó, nội thất nó được trang bị đỏ đen, nhìn rất là cao cấp luôn. Đó, rồi chúng ta sẽ qua phần nội thất của chiếc Kia Cerato 1.6 AT Luxury. Đó, nội thất của chiếc Kia 1.6 AT Luxury chúng ta xem thấy ha. Nó sẽ được trang bị nội thất màu be nha các bạn. Đó, nhìn màu be cũng rất là sang trọng luôn. Những ai mà thích nội thất sáng màu thì một chiếc xe Cerato 1.6 AT Luxury sẽ là một lựa chọn rất là hợp lý nha các bạn. Chúng ta vào phần sau. Đó. Nội thất này sẽ là màu be luôn. Nội thất của màu này nó giống với chiếc màu nội thất của chiếc Kia Cerato 1.6 AT bản tiêu chuẩn nhé các bạn. Đó. Và trần nó cũng là trần màu be luôn. So với bản 2.0 thì trần nó sẽ là trần màu đen nhé các bạn. Đối với những ai thích màu thất sáng á, thì chiếc Cerato cực kỳ là một lựa chọn hợp lý đó. Đó, rồi chúng ta khám phá các tính năng an toàn của chiếc Kia Cerato 2.0 và chiếc Kia Cerato 1.6 AT Luxury nha các bạn. Đó, rồi chúng ta vào nội thất khám phá tính năng an toàn của chiếc Kia Cerato 2.0. Đầu tiên, sự khác nhau giữa phiên bản 1.6 AT Luxury và phiên bản 2.0 đó là về vấn đề túi khí. Còn Kia Cerato 2.0 này được trang bị 6 túi khí nhé các bạn. Đó, hơn Kia Cerato 1.6 AT Luxury 4 túi khí. Đó. Và nó sẽ được trang bị sạc không dây. Đó, có thấy không? Đây sạc không dây. Đó, trang bị sạc không dây. Đó. Rồi, và đặc biệt nữa, chiếc Kia Cerato 1.6 AT Luxury nó sẽ được trang bị thêm chế độ vận, nó sẽ có 4 chế độ vận hành, còn chiếc Kia Cerato 1.6 AT Luxury nó chỉ có 3 chế độ vận hành thôi. Đó, và nó sẽ hơn chiếc Kia 1.6 AT Luxury, đó là chế độ Smart. Đó, chế độ vận hành Smart nha các bạn. Chế độ Smart là chế độ nó tự động chuyển đổi tùy thuộc vào tốc độ động cơ, tùy thuộc vào sự vận hành của các bạn. Nó sẽ tự động lựa chọn chế độ Comfort hoặc chế độ Sport cho các bạn. Đó. Đó là sự hay của chiếc Kia Cerato 2.0. Nó sẽ có thêm chế độ Smart nữa, cực kỳ đẳng cấp. Đó, các bạn thấy không? Nội thất đỏ đen cực kỳ sang. Đó. Thì các bạn hiểu vì sao mà chiếc Kia 2.0 nó lại mắc hơn chiếc Kia 1.6 AT Luxury. Hiện tại là hơn 50 triệu nha các bạn. Đó. Cực kỳ đẹp, cực kỳ đẳng cấp. Đó, và chúng ta sẽ qua chiếc Kia 1.6 AT Luxury nha các bạn. Về tính năng an toàn của chiếc Kia Cerato 1.6 AT Luxury này, nó có đầy đủ các tính năng an toàn giống như chiếc Kia 2.0 Premium luôn, nhưng chiếc phiên bản này mình chỉ có 2 túi khí nha các bạn. Đó, ít hơn phiên bản Cerato 2.0 4 túi khí. Đó, và nó sẽ không có sạc không dây. Nó không có sạc không dây nha các bạn. Đó. Nó có cửa sổ trời đầy đủ nha các bạn, trang bị 6 loa cao cấp nha, đầy đủ hết nha. Đó. Và điểm hồi nãy mình cũng giới thiệu đó, nó tên này nó sẽ có 3 chế độ vận hành thôi. Comfort, Eco và Sport. Sport là các bạn kéo về D và qua trái nha, nó sẽ qua chế độ Sport.
thì các bạn thấy cái máy nó sẽ gầm hơn, nó sẽ bổ sung nhiên liệu nhiều hơn, tốc độ vòng tua nó sẽ cao hơn ha. Đó. Nó chỉ khác những đặc điểm cơ bản vậy nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của Thuận Kia Bình Kiều nha. Mình đã làm video giới thiệu về sự so sánh giữa tất cả 3 phiên bản, hai phiên bản Kia 1.6 AT Luxury và phiên bản 2.0. Thì mọi chương trình khuyến mãi của hai phiên bản này mình đã cập nhật liên tục dưới video phần mô tả nhé các bạn. Nếu các bạn quan tâm hai dòng xe này cứ liên hệ mình nha. Mình là Thuận Kia Bình Kiều, số điện thoại mình là 0962 385 818. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Đó. Mình đi qua một vòng của hai chiếc xe này nữa. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Chào tất cả các bạn.